Với cái ngành thép này ấy, hôm nay em sẽ chia sẻ hai cái phần chính. Đầu tiên đó chính là em sẽ update cho mọi người qua một chút cái diễn biến của năm 2022 cũng như là update đến tháng 1 và đầu tháng 2 năm 2023. Đó, tiếp theo thì em sẽ đánh giá cái diễn biến và triển vọng của nhóm ngành này trong năm 2023 để mình có được một cái view tổng quan nhất về cái nhóm ngành này. Và mình sẽ biết được xem là ok thì để đầu tư vào những cổ phiếu trong ngành thép trong tương lai thì tôi sẽ cần quan tâm đến những yếu tố gì và follow tiếp tục những cái yếu tố gì. Ok, thì đi ở phần đầu tiên là phần về update cái diễn biến của ngành thép trong năm 2022 và đến tháng 1 năm 2023. Ok, thì trước khi phân tích bất kỳ một cái ngành nào em cũng có đi với mọi người rồi. Đó chính là mình sẽ đi với nhau trước xem là cái chuỗi giá trị của ngành nó sẽ diễn ra như thế nào. Đó. Thì ở đây ngành thép là một cái ngành mà cái nguyên vật liệu đầu vào ở đây thì sẽ là quặng sắt và than cốc. Đó, đấy là nếu như mà sản xuất lò cao, còn nếu lò điện thì sẽ là thép phế và điện thôi. Đó, thì sau khi đi qua rất là nhiều khâu sản xuất gang, là sản xuất phôi. Đó, thì cuối cùng là mình sẽ ra những cái sản phẩm là thép xây dựng, ống thép và tôn mạ, đây là những cái sản phẩm chính. Đó, thì trong cái ngành thép này thì Hòa Phát là cái doanh nghiệp đầu ngành và sở hữu một cái chuỗi giá trị tương đối hoàn thiện từ đầu đến cuối. Đó, trong khi đó không giống như Hòa Phát thì Hoa Sen và Nam Kim, đó thì họ sẽ đầu vào của họ sẽ là HRC và họ sẽ chỉ trải qua một cái giai đoạn xử lý rất là ngắn thôi và sẽ ra thành phẩm là ống thép và tôn mạ. Thì có thể coi như Hoa Sen và Nam Kim là hai cái doanh nghiệp thuần về thương mại nhiều hơn, Hòa Phát là một doanh nghiệp sản xuất. Đó thì mình cũng có chia sẻ với nhau rất là nhiều trong những cái livestream trước đây rồi, đó chính là ngành thép thì là một cái ngành mà có tính chu kỳ rất là mạnh và Hòa Phát là cái doanh nghiệp đầu ngành và họ đã làm giảm đi cái tính chu kỳ trong cái biến động về doanh thu lợi nhuận của mình khi mà họ sở hữu cái chuỗi giá trị dài nhất. Vậy là khi mà những cái doanh nghiệp họ sở hữu những chuỗi giá trị dài hơn thì cái tính biến động về tính chu kỳ của nó sẽ ít đi. Tuy nhiên thì Hòa Phát cũng không thể nằm ngoài cái biến động chung của ngành được, và diễn biến cũng như là cái kết quả kinh doanh của Hòa Phát thì nó cũng biến động rất là mạnh cùng với cái tính chu kỳ của ngành. Đó. Đương nhiên là sẽ không biến động mạnh được như Hoa Sen và Nam Kim. Đó, thì đấy là về chuỗi giá trị. Còn khi mà tìm hiểu về một cái ngành nào ấy thì mình sẽ tìm hiểu xem là ok thế những cái ngành đó thì vị thế của các doanh nghiệp trong nước như thế nào so với những cái key player trên thị trường. Đó thì ở đây em có hai cái chart số liệu của BVSC. Đó, họ có thống kê được cái sản lượng xuất khẩu thép của các quốc gia cũng như là các cái quốc gia tiêu thụ thép lớn nhất. Đó thì mình nhìn thấy rất là rõ ở đây thì Trung Quốc vừa là cái nước mà chiếm cái tỷ trọng lớn nhất trong cái nguồn cung thép thế giới trên 50%, cũng là cái nước mà tiêu thụ hơn 50% cái nhu cầu thép trên thế giới. Chính vì thế là cái biến động giá thép tại thị trường Trung Quốc thì nó sẽ tác động rất là mạnh mẽ đến cái biến động giá thép tại các thị trường khác, đặc biệt là thị trường Việt Nam là một cái thị trường lân cận với thị trường Trung Quốc. Đó thì update qua một chút. Đó là qua qua một chút về cái tổng quan về ngành thép. Khi mà update một chút về ngành thép ấy, thì với ngành thép là một cái ngành mà có tính chu kỳ mạnh, thì cái tính chu kỳ nó sẽ thể hiện qua giá bán cũng như là qua sản lượng. Đó, thì đầu tiên em sẽ update một cái biến động ít, gọi là gì nhỉ? Em sẽ update về sản lượng trước, là một cái ít biến động hơn so với giá. Thì ở đây thì mình thấy là trong những cái tháng đầu năm 2022 thì cái sản lượng tiêu thụ thép thì vẫn duy trì ở mức khá là tốt. Tuy nhiên thì càng về những cái tháng cuối năm 2022 thì sản lượng tiêu thụ thép ở trong nước cũng như là ở các cái thị trường lớn trên thế giới thì đều suy giảm. Cái chart ở đây thì là cái tình hình sản xuất thép thô cũng như là cái tình hình bán hàng của thép xây dựng, là cái loại thép mà mình tiêu thụ lớn nhất trong thị trường nội địa. Đó thì đều thấy rõ cái xu hướng là giảm rất là mạnh về second half của năm, đó chính là trong 6 tháng cuối năm.
cả hai cái chạm này thì mình đều thấy được là cái xu hướng tiêu thụ, cái sản lượng tiêu thụ trong nước nó đang giảm rất là mạnh vào những cái tháng cuối năm 2022, và cái xu hướng này thì nó cũng rất là đồng nhất với cái xu hướng trên thế giới thôi. Khi những cái thị trường lớn nhất trên thế giới như là Trung Quốc này cũng ghi nhận có cái mức tiêu thụ, cái sản lượng tiêu thụ giảm khoảng 3%. Ấn Độ là một cái trong những cái thị trường hiếm hoi mà không ghi nhận cái sản lượng tiêu thụ giảm. Ngoài ra thì EU hay là Mỹ thì đều ghi nhận cái mức giảm từ 5 đến 10% trong năm 2022 về mặt sản lượng, bởi vì là cái triển vọng về kinh tế của gần phần lớn các nước thì đều tương đối ảm đạm, bởi vì lo ngại cái câu chuyện về suy thoái thì mình cũng đã nói với nhau rất là nhiều rồi. Đó thì khi mà cái nhu cầu suy giảm đó thì giá thép ở phần lớn các thị trường cũng suy giảm trong năm 2022. Thì ở đây em có một cái chart về diễn biến giá thép tại thị trường lớn nhất là thị trường Trung Quốc. Đó thì mình nhìn rõ cái xu hướng là giá thép đã giảm rất mạnh và tạo đáy từ giai đoạn tháng 8 đến tháng 10 năm 2022. Đó, sau đó sau những cái thông tin về kỳ vọng về sự hồi phục nhu cầu thép ở Trung Quốc, khi mà Trung Quốc có những cái thông tin bắt đầu có những cái thông tin liên quan đến dỡ bỏ phong tỏa và những cái chính sách liên quan đến hỗ trợ hồi phục thị trường bất động sản, đó thì giá thép bắt đầu có dấu hiệu là hồi phục từ đáy tháng 10 đó và vẫn trong đà tăng đến tận tháng 2. Đây là cái giá em update đến ngày hôm nay luôn tại thị trường Trung Quốc. Đó thì cái nguyên nhân thì ngoài cái nguyên nhân liên quan đến kỳ vọng về sự hồi phục, thì thực ra là khi mà em nói ở đây thì đến tận ngày hôm nay thì cái câu chuyện về sự hồi phục nhu cầu thép ở Trung Quốc ấy thì nó chủ yếu là câu chuyện về kỳ vọng thôi, chứ còn cái thị trường bất động sản ở Trung Quốc ấy thì tí nữa em sẽ update cho mọi người là nó gần như là nó chưa có sự hồi phục đáng kể. Tuy nhiên thì trước cái diễn biến đó, trước cái câu chuyện cái kỳ vọng rất là lớn đó, thì giá thép đã hồi phục rất là mạnh rồi. Bởi vì sao? Bởi vì là khi có những cái thông tin này thì các thương lái thì họ đã bắt đầu có cái hành động, đó chính là họ gom hàng để chuẩn bị cho cái đợt hồi phục của thị trường bất động sản. Đó, đó là một lý do khiến giá thép hồi phục từ vùng đáy. Lý do thứ hai đó chính là cái mức tồn kho thép thanh tại Trung Quốc, có nghĩa là do cái yếu tố về mùa vụ, do cái nhu cầu thì thường là sẽ gia tăng ở giai đoạn cuối năm và đầu năm. Đó, và cái mức tồn kho thép thanh ở Trung Quốc ở giai đoạn cuối năm và đầu năm ấy thì nó về một cái vùng rất là thấp. Ở đây cái chart đây em có bên này. Đặc biệt là thép thanh thì khi mà tồn kho xuống ở một cái mức thấp như này và kỳ vọng cái câu chuyện về hồi phục nhu cầu đó thì giá thép đã có cái tín hiệu hồi phục rất là mạnh từ vùng đáy này. Đó, tuy nhiên em đánh giá là cái câu chuyện hồi phục giá thép này nó đang là cái câu chuyện kỳ vọng nhiều hơn là cái câu chuyện về tăng về cái nhu cầu thật. Đó, một cái diễn biến nổi bật tiếp theo của cái nhóm ngành thép này đó chính là cái diễn biến liên quan đến doanh số xuất nhập khẩu. Bởi vì là ví dụ như Hoa Sen hay là Nam Kim ấy thì cái tỷ trọng liên quan đến xuất nhập khẩu của họ rất là lớn trong cái cơ cấu doanh thu lợi nhuận. Đó thì những cái thị trường lớn nhất của Hoa Sen và Nam Kim thì chính là thị trường Mỹ và thị trường châu Âu. Thì mình nhìn thấy ở đây trong đến giai đoạn từ tháng 5 năm 2022 đổ lại trước, khi mà cái nhu cầu tại các thị trường này nó vẫn rất là lớn, đó thì giá thép bán xuất khẩu của Hoa Sen và Nam Kim sang thị trường Mỹ và thị trường châu Âu thì duy trì ở vùng rất là cao và tạo một cái gap rất là xa, cái gap rất là lớn giữa giá thép tại thị trường Mỹ và châu Âu so với thị trường Trung Quốc và Việt Nam. Đó, tuy nhiên thì càng càng đến giai đoạn đáy của ngành thép và khi mà cái diễn biến suy thoái ở Mỹ và châu Âu ấy, cái lo ngại nó lớn hơn, nó cũng như là cái triển vọng ở những cái thị trường này nó u ám hơn, đó, thì Hoa Sen và Nam Kim vẫn tiếp tục phải hạ giá bán rất là mạnh, hạ giá bán rất là sâu để có thể đẩy được tồn kho đi. Đó thì tuy là sản lượng thép của mình không suy giảm quá nhiều, nhưng mà các doanh nghiệp mà xuất khẩu họ bị hit nhiều hơn ở đây là bị hit về biên lợi nhuận. Đó, khi mà cái giá bán xuất khẩu sang thị trường Mỹ và châu Âu giảm rất là mạnh, mạnh hơn so với cái mức giảm giá bán tôn và thép nội địa cũng như là tại thị trường Trung Quốc. Đó thì ở đây
Đây là về giá này, còn đây là khi mà mình lấy tính gap, thì cái gap giữa thị trường Mỹ và thị trường Việt Nam là cái đường màu tím này, cũng như cái gap tại thị trường châu Âu và Việt Nam thì lại đường màu cam này, nó cũng đã giảm rất là mạnh rồi. Đó. Thì nó thể hiện là cái doanh số xuất nhập khẩu của những cái doanh nghiệp như là xuất nhập khẩu tôn mạ của những doanh nghiệp như là Hoa Sen hay Nam Kim ấy, thì nó giảm rất là mạnh, không phải là bởi vì là nó giảm chủ yếu là sản lượng, mà cái giảm mạnh ở đây là giảm mạnh về giá bán. Nên là các doanh nghiệp này tuy là sản lượng không giảm quá nhiều nhưng mà họ đã phải chấp nhận một cái vấn đề là họ bán ở cái mức giá rất là thấp để đẩy tồn kho đi. Đặc biệt là trong quý 3 thì phần lớn các doanh nghiệp xuất khẩu thép của Việt Nam thì đều phải bán dưới giá vốn. Đó, thì đến cái đây. Và cuối cùng khi mà nói về điểm nhấn của ngành thép thì mình sẽ nói về cái tính biến động của giá nguyên vật liệu đầu vào. Thì từ cái sơ đồ chuỗi giá trị của ngành thép thì mình cũng thấy là hai cái nguyên liệu lớn nhất cho sản xuất thép đó chính là than cốc và quặng sắt. Đó. Ngoài ra thì nếu mà sản xuất bằng lò điện thì thép phế cũng là cái nguyên vật liệu đầu vào chính cho quá trình sản xuất thép. Thì mình thấy là ở đây tuy là giá thép có dấu hiệu hồi phục từ tháng 10, tạo đáy hồi phục từ tháng 10 năm 2022 và hồi phục đến tận bây giờ tháng 2 năm 2023. Tuy nhiên thì mình nhìn thấy câu chuyện gì ở đây? Câu chuyện là cái nguyên vật liệu đầu vào là giá quặng sắt và giá than cốc thì đang hồi phục và tăng mạnh hơn so với cái đà tăng của giá bán đầu ra. Ở đây với giá thép với quặng sắt thì là đã tăng khoảng 46,8% từ cái vùng đáy là tháng tháng 10. Với than cốc thì đã tăng khoảng 44,9% từ cái đáy tháng 10. Đó, cái giá thép phế thì tăng khoảng 10%. Đó, trong khi cái đường màu vàng ở đây là giá thép thanh của Hòa Phát thì mới tăng khoảng 7 đến 10%. Đó, và kể cả giá thép thanh ở Trung Quốc thì tăng mạnh hơn, thì tăng được 15%. Thì mình thấy là cái giá nguyên vật liệu nó đang hồi phục mạnh hơn so với giá bán đầu ra, và các doanh nghiệp ngành thép đã phải trải qua một cái quý 3 và một cái quý 4 có thể coi là đáy của ngành thép rồi. Đó, thì đấy là điểm qua một chút những cái diễn biến của ngành thép. Vậy thì mình quan tâm ở đây là câu chuyện cái triển vọng của nhóm này trong năm 2023 nó sẽ như thế nào. Thì đầu tiên là mình sẽ quan tâm đến câu chuyện sản lượng. Thì cái đầu về đầu tiên đó là cái sản lượng trong năm 2023 thì dự kiến là sẽ vẫn tương đối ảm đạm. Đó, tuy nhiên thì sẽ cải thiện hơn cái giai đoạn đáy là quý 3, quý 4 năm 2022, và cái ngành thép này vẫn là một cái ngành là rất là đáng mong chờ bởi bởi cái team đầu tư cũng như là cái idea về cái việc là chờ đợi một cái sự turnaround của ngành. Thì tại sao em lại nói là cải thiện nhưng mà không cải thiện nhiều? Bởi vì nhìn vào cái cơ cấu tiêu thụ thép xây dựng theo nhóm ở đây. Đó thì mình thấy là cái cơ cấu tiêu thụ các sản phẩm thép ấy thì chủ yếu khoảng 56% thì sẽ là thép xây dựng và tập trung cho cái mạng là xây dựng dân dụng. Đó, còn cái thép mà để sử dụng cho xây dựng hạ tầng ấy thì nó chỉ chiếm khoảng 14% thôi. Đó, chính vì thế là khi mà cái hoạt động đầu tư công được thúc đẩy thì cái nhu cầu thép tiêu thụ thì sẽ tăng lên so với cái giai đoạn cuối năm 2022 thật. Bởi vì trong năm 2022 ấy, thì tuy là mình có chính sách giải ngân đầu tư công rất là mạnh nhưng mà vì cái diễn biến giá nguyên vật liệu đầu vào tăng rất là mạnh cũng như là một vài những cái vướng mắc khác trong cái quá trình giải ngân đầu tư công thì cái diễn biến giải ngân đầu tư công đang hơi chậm. Đó, vào năm 2023 ấy, khi mà đầu tư công được thúc đẩy mạnh mẽ hơn thì dự kiến là cái nhu cầu về thép hỗ trợ cho hoạt động xây dựng hạ tầng thì cũng sẽ được cải thiện và làm tăng được cái nhu cầu tiêu thụ thép. Tuy nhiên thì như em vừa nói rồi là cái đầu ra lớn nhất cho ngành thép thì là phục vụ cho cái hoạt động là xây dựng dân dụng. Đó thì với cái tình trạng bất động sản ấy thì tiếp tục gặp khó khăn thì đây sẽ là áp lực lớn nhất cho tiêu thụ ngành thép. Tuy nhiên thì so với cái vùng đáy là quý 3 và quý 4 năm 2022 thì dự kiến là cái nhu cầu tiêu thụ thép trong năm 2023 thì sẽ nhích tăng so với cái đoạn đáy này. Đấy là câu chuyện về sản lượng. Còn câu chuyện về giá thép thì sao? Thì em vừa cập nhật cho mọi người rồi là tính đến thời điểm hiện tại thì giá thép vẫn đang hồi phục từ vùng đáy với cả thép trong nước và thép quốc tế.
Thì có một vài lý do khiến cho giá thép nó đang hồi phục. Đầu tiên đó chính là từ tháng 10 và tháng 11 năm 2022 thì các cái nhà sản xuất thép lớn nhất trong nước như là Hòa Phát hay là Pomina thì họ đã đóng lò để giảm bớt tồn kho cũng như là cân đối dòng tiền trong cái giai đoạn khó khăn của ngành. Đó thì cái việc là nguồn cung nó bị cắt giảm ngay lập tức nó cũng là một cái nguyên nhân khiến cho giá thép nó chững lại đà giảm và có dấu hiệu hồi phục từ vùng đáy. Cái nguyên nhân thứ hai đó chính là giá nguyên vật liệu đầu vào thì nó đang tăng tương đối mạnh. Đó như em cũng có nói với mọi người ở phần trên. Và cái hồi phục từ vùng đúng rồi, giá nguyên vật liệu đầu vào hồi phục từ vùng đáy. Cho nên là giá thép cũng đang tăng theo cái diễn biến của giá nguyên vật liệu đầu vào. Đó. Và cái yếu tố thứ ba đó chính là giá thép trong nước thì tương quan rất là chặt so với giá thép Trung Quốc. Và giá thép Trung Quốc thì đang hồi phục bởi vì cái câu chuyện là kỳ vọng thị trường bất động sản Trung Quốc sẽ hồi phục trước. Đó, nhưng mà update đến thời điểm hiện tại thì em chưa thấy được cái động lực tăng tiếp trong cái nhu cầu cũng như là cái giá bán thép tại thị trường Trung Quốc. Bởi vì sao? Bởi vì là đầu tiên là cái câu chuyện về nhu cầu thép tiêu thụ trong bối cảnh là ngành bất động sản hồi phục rất là chậm. Ở đây thì em có một cái chart của tham khảo của VCBS. Họ có thống kê cái tương quan giữa giá thép và cái chỉ số là IMI, chỉ số liên quan đến ngành đến cái thị trường bất động sản của Trung Quốc. Thì cái chỉ số IMI thì nó vẫn đang ở mức là suy giảm từ mốc trên 100 về mốc dưới 95 và nó chưa có dấu hiệu cải thiện. Đó và khi mà cái chỉ số liên quan đến cái thị trường bất động sản Trung Quốc ấy nó chưa có tín hiệu hồi phục thì em nghĩ là cái giá thép nó cũng rất là khó để có thể hồi phục mạnh được. Đó. Mình cần theo dõi cái chỉ số này kỹ hơn, ngoài theo dõi diễn biến cái bất động sản sát hơn đó, để mình nắm bắt được cái câu chuyện là ok thế liệu cái nhu cầu ở Trung Quốc đã hồi phục thật thật chưa và giá bán có động lực tăng tiếp không. Đó. Update thêm về cái ngành bất động sản Trung Quốc thì mình thấy là cái diện tích xây dựng ở Trung Quốc, xây dựng mới tại Trung Quốc thì vẫn đến tháng 1 năm 2023 thì gần như là chưa có dấu hiệu hồi phục và vẫn đang ở vùng thấp thấp lịch sử. Đó. Ngoài ra thì sau cái giai đoạn Covid ấy, thì cái tỷ lệ những cái người mà họ để dành tiết kiệm ở Trung Quốc đây là cái đường màu đỏ này nó đã tăng lên ở mức là trên 55%. Đó, thay vì đó là những cái người mà có ý định mua nhà trong vòng 3 tháng tới là cái đường xanh này nó đang giảm rất là mạnh. Đó, chính vì thế là mình nhìn thấy câu chuyện là tuy là chính phủ Trung Quốc có rất là nhiều những cái chính sách khác nhau để hỗ trợ thị trường bất động sản, tuy nhiên thị trường bất động sản Trung Quốc thì vẫn đang hồi phục khá là chậm. Đó chính là nó chính vì thế nó đặt ra một cái bài toán về cái một cái bài toán rất là khó với các doanh nghiệp ngành thép ở Trung Quốc là liệu là cái nhu cầu nó đã hồi phục thật sự chưa, hay là cái sóng tăng từ đáy tháng 10 năm 2022 ấy, nó mới chỉ là một cái sóng tăng mang tính chất đầu cơ thôi. Đó. Ngoài ra thì các doanh nghiệp mà một cái lý do khiến cho giá thép khó có dấu hiệu tăng tiếp đó chính là các cái doanh nghiệp sản xuất thép ấy, thì họ cần giải phóng cái lượng hàng tồn kho lớn sau khi là họ liên tục tái hoạt động nhà máy trong cái bối cảnh gỡ bỏ phong tỏa. Trong khi là cái nhu cầu về thị trường bất động sản thì chưa bắt kịp như em vừa có trình bày. Đó. Và trong cái thời gian vừa rồi thì có một câu chuyện mọi người kỳ vọng rất là nhiều, cũng là mọi người vin vào để đầu cơ cái nhóm cổ phiếu ngành thép, đó chính là cái câu chuyện là các nhà máy tại Thổ Nhĩ Kỳ. Cái câu chuyện là động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ thì mọi người đánh giá là các cái nhà máy tại Thổ Nhĩ Kỳ ấy, thì họ đã phải đóng cửa và nó sẽ ảnh hưởng đến cái nguồn cung thép thế giới. Tuy nhiên là trong khi đó thì cái nhu cầu xây dựng hạ tầng cũng như là xây dựng dân dụng ở Thổ Nhĩ Kỳ thì lại đột nhiên là tăng mạnh bởi vì là trải qua một cái giai đoạn là động đất như vậy. Tuy nhiên thì em đánh giá thứ nhất là hiện tại cái trước cái giai đoạn mà xảy ra động đất ấy thì các cái nhà máy sản xuất thép ở Thổ Nhĩ Kỳ thì nó vốn dĩ là nó hoạt động dưới công suất rất là nhiều do là cái nhu cầu yếu là thứ nhất. Chính vì thế là cái nguồn cung ở đây thì em đánh giá cũng không ảnh hưởng quá nhiều. Và em nghĩ là với cái việc là nguồn cung không ảnh hưởng quá nhiều và nguồn cầu cũng không phải là quá lớn so với cái tổng cầu trên thế giới
thì em nghĩ là cái tác động này đến diễn biến giá thép thế giới thì nó không quá lớn. Đó, tuy nhiên thì đây cũng là một cái câu chuyện mà mọi người chờ đợi rất là nhiều để có thể đầu cơ được nhóm cổ phiếu này. Và với thị trường, với giá thép ở trong nước, thì em thấy là nếu mà chỉ tính riêng giá thép trong nước mà bỏ qua câu chuyện tương quan theo giá thép Trung Quốc, thì em thấy là giá thép trong nước thì cũng đang rất là thiếu cái động lực tăng tiếp sau khi đã hồi phục từ vùng đáy rồi, và em nghĩ là giá thép sẽ ổn định ở vùng này. Đó, nếu như mà không có một cái biến động rõ ràng hơn liên quan đến cầu cũng như là tác động đến ngành bất động sản. Đó, thì em nghĩ là dự kiến là nhu cầu vẫn tương đối yếu. Thì đấy là cái đánh giá về giá thép sau khi đã hồi phục tại vùng đáy rồi. Đó. Một cái câu chuyện nữa với nhóm ngành thép mà mọi người cũng quan tâm đó chính là câu chuyện về áp lực tỷ giá. Thì trong quý 3 và quý 4 năm 2022 thì các doanh nghiệp ngành thép thì đã phải trích lập tương đối lớn liên quan đến cái việc là lỗ tỷ giá. Tuy nhiên thì khi sang năm 2023 ấy, thì em nghĩ là cái áp lực về tỷ giá nó cũng sẽ hạ bớt và tỷ giá sẽ không có những cái biến động quá mạnh đến tận vùng 24.750 đồng như cái giai đoạn đỉnh điểm là cuối năm 2022 nữa. Và em nghĩ là chính vì thế thì em nghĩ là cái áp lực tỷ giá cũng như là cái áp lực liên quan đến trích lập do lỗ tỷ giá của các doanh nghiệp thì nó cũng ít đi. Và từ những cái đánh giá trên thì em đánh giá là nhóm ngành thép thì đã tạo đáy trong cái quý 3 và quý 4 của năm 2022 rồi, và cái diễn biến của nhóm ngành thép thì em nghĩ là sẽ ổn định tại vùng này. Vậy thì cơ hội nào cho việc đầu tư cổ phiếu nhóm ngành thép? Thì ở đây em có gợi ý hai cái cơ hội đầu tư liên quan đến một là Hòa Phát cho cái team đầu tư. Tuy nhiên thì Hòa Phát là một cái, tại sao Hòa Phát lại là một cái tên mà em nói đến đầu tiên khi mà nói về cái câu chuyện là đầu tư nhóm ngành thép? Thì mình sẽ nói về cái câu chuyện của ngành thép trước. Có nghĩa là khi mà mình đã xác định được cái vùng đáy của ngành thép rồi, thì cái với cái idea là đầu tư có nghĩa là mình sẽ mua và nắm giữ. Thì với những cổ phiếu chu kỳ ấy, để đầu tư có những cổ phiếu chu kỳ thì có hai cách. Cách đầu tiên là mình sẽ mua khi mà mình xác nhận là cái ngành đó nó đã confirm đáy, và mình mua nắm giữ đến cái chu kỳ lên của ngành. Và tại sao lại là ngành thép mà không phải là một ngành chu kỳ nào khác? Bởi vì là với những cái nước mà đang trong giai đoạn nền kinh tế đang trong giai đoạn phát triển đó, thì ngành thép là một trong những cái ngành thiết yếu hỗ trợ cho phát triển. Bởi vì là với những cái nước trong giai đoạn phát triển nhé, thì xây dựng hạ tầng và xây dựng dân dụng là hai cái mảng bắt buộc phải phát triển theo. Và chính vì thế là cái nhu cầu về ngành thép nếu xét trong một trend dài thì nó sẽ luôn tăng trưởng dương ở những cái thị trường đang phát triển, những cái nước đang phát triển. Và chính vì thế là cái chu kỳ ngành thép nó sẽ diễn ra ngắn hơn và nó sẽ là một hình sin dốc lên so với những cái chu kỳ của những ngành khác. Ví dụ như em lấy ví dụ như ngành thủy sản có thể coi là một ngành mà nó là một cái đường biến động nhưng mà là được một đường sin nằm ngang. Nó rất là ít có cái sự tăng về quy mô trừ một số doanh nghiệp đầu ngành. Đó, bởi vì là cái nhu cầu thì thực tế là nó gần như là nó tăng rất là ít và nó chỉ biến động theo cái kiểu là năm nay giá tăng thì mọi người đổ dồn đi nuôi trồng thủy sản cá tra nhiều, và sau một cái giai đoạn như vậy thì cung nhiều lên mà cầu không tăng quá nhiều thì giá sẽ hạ. Giá sẽ hạ thì lại treo ao treo chuồng và lại đi vào chu kỳ xuống, xong lại chu kỳ lên như thế. Còn ngành thép thì nó không như vậy. Ngành thép nó cũng có tính chu kỳ nhưng mà xét ở trên giá thì nó sẽ là chu kỳ đi lên. Nó với đặc biệt là với những nước đang trong giai đoạn phát triển như Việt Nam. Đó, và cái chu kỳ ngành thép nó cũng sẽ ngắn hơn. Đó, chính vì thế là em nghĩ là đấy là cái cách mua đầu tư cổ phiếu ngành thép khi mà đã xác định được cái đáy chu kỳ, thì nó cũng là một cái vùng mua khá là an toàn. Đấy là cách thứ nhất. Cách thứ hai là mình sẽ mua khi mà mình xác định là ngành thép chuẩn bị bước vào chu kỳ tăng. Thì đương nhiên đấy là một cái cách nó sẽ tiết kiệm được cái chi phí cơ hội hơn cho mọi người. Nhưng mà để xác định được khi nào mà ngành thép bước vào sóng tăng thì em nghĩ là không phải ai cũng có năng lực làm điều đấy. Và cái việc mà mình xác định được cái việc là ngành đáy đã đi qua chu kỳ thì ngành thép đã đi qua chu kỳ thì nó dễ hơn. Đó. Thì đến tuy nhiên thì không phải là mua đầu tư thì giá nào mình cũng mua. Và với một doanh nghiệp có vị thế như Hòa Phát thì em nghĩ là
mình sẽ mua khi giá cổ phiếu quanh PB bằng 1. Có nghĩa là bây giờ hiện tại là book value của Hòa Phát trên một cổ là khoảng hơn 16.000. Thì cái mức giá để có thể mua tích lũy với cổ phiếu này là sẽ khoảng 16 đến 17.000, là một mức giá hợp lý. Và trong một cái năm mà thị trường có nhiều biến động như năm nay thì em nghĩ là chờ đợi để giá cổ phiếu điều chỉnh ở vùng đấy thì là hoàn toàn có khả năng. Thì đấy là với Hòa Phát. Thì như em cũng nói rồi là một cái điểm sáng đối với Hòa Phát nữa, đó là sau mỗi chu kỳ ấy thì cái thị phần của Hòa Phát thì luôn luôn tăng. Và cái này mình cũng nhìn thấy ở câu chuyện cuối năm 2022 rồi. Cuối năm 2022 thì khi mà vào cái giai đoạn khó của chu kỳ ấy, thì các doanh nghiệp đều phải bán hàng dưới giá vốn để đẩy tồn kho đi. Và mỗi một cái giai đoạn vào cái giai đoạn là đáy chu kỳ như vậy thì Hòa Phát đều khẳng định được cái vị thế dẫn đầu nội địa của mình bằng cách là họ gain được thị phần. Ở đây đặc biệt là ở cái mảng là thép xây dựng. Đó thì nhìn thấy là qua mỗi năm thì thị phần của Hòa Phát lại càng ngày càng tăng. Đó thì sau khi bước vào chu kỳ, trở lại chu kỳ, thì em nghĩ là Hòa Phát sẽ là một cái tên rất là đáng để mọi người quan tâm. Đó, bởi vì là nó vừa có khi bước vào chu kỳ thì giá tăng này, sản lượng tăng này, cộng với cái thị phần nó mở nữa. Đó thì đấy là một cái tín hiệu rất là tích cực. Còn là cái đầu cơ thì thực ra trên sàn thì mình sẽ chỉ lựa chọn giữa hoa sen và nam kim thôi. Thì em sẽ ưu tiên hoa sen. Bởi vì sao? Đây em sẽ xen lại sang bên này đi. Nó hơi đầu cơ nhưng mà nó hơi cơ bản một chút. Thì cái phần này cũng rất là đơn giản thôi, em sẽ đánh giá qua dựa trên cái báo cáo tài chính quý 4 của các doanh nghiệp ngành thép. Thì nếu như mà cân nhắc một cái cổ phiếu đầu cơ thì chắc chắn là sẽ nhạy hơn là Hòa Phát, thì em sẽ chọn Hoa Sen thay Nam Kim. Bởi vì sao ở đây? Mình sẽ vào phần tích thị trường này, vào phần cơ hội đầu tư này và phần phân tích cổ phiếu này, và mình sẽ chọn Hoa Sen nhá, so sánh với Nam Kim để mình xem là nhìn trên cái báo cáo quý 4 của các doanh nghiệp ngành thép thì ok, là nhìn chung là kết quả thì sẽ xấu tương tự như nhau thôi, bởi vì là nó phản ánh cái câu chuyện là đáy chu kỳ mà, và các doanh nghiệp chấp nhận bán dưới giá vốn. Tuy nhiên là mình sẽ nhìn được xem là cái doanh nghiệp nào đang xử lý tốt hơn, cái câu chuyện liên quan đến tồn kho, liên quan đến cơ cấu nguồn vốn, nợ vay. Đó thì ở đây Hoa Sen nhìn ở trên cái cơ cấu tài sản này, đó thì mình thấy cái câu chuyện rõ nhất ở đây đó chính là gì, các doanh nghiệp mà thương mại thép thì cái cục hàng tồn kho ấy luôn luôn là chiếm cái tỷ trọng tương đối lớn đó. Và khi mà đây em sẽ tắt đây, trong cái cơ cấu này nhá, thì cái phần màu xanh này là phần hàng tồn kho này chiếm tỷ trọng rất lớn này. Đây thì mình em tắt những cái phần khác đi, mình lấy mỗi hàng tồn kho thôi, thì mình sẽ thấy là đây đó, thì mình sẽ thấy là Hoa Sen đang xử lý rất tốt hàng tồn kho. Có nghĩa là hàng tồn kho giá cao của Hoa Sen ấy thì sẽ tập trung ở giai đoạn là quý 2 đến quý 2 2021 đến quý 2 2022 với giá trị rất là lớn. Tuy nhiên thì mình thấy ở đây quý 3 và quý 4 năm 2022 thì Hoa Sen đã đẩy được tồn kho đi rất là nhiều. Đó thì đấy cũng là một cái điểm tích cực trên báo cáo tài chính của Hoa Sen. Ngoài ra là khi mà mình nhìn sang phần cơ cấu nguồn vốn nhá, thì mình thấy là các cái doanh nghiệp mà đầu cơ hàng tồn kho ấy thì cái tỷ lệ nợ của họ cũng tương đối lớn. Ở đây thì nợ thì sẽ là cái phần màu cam này là nợ ngắn hạn, và phần màu đỏ là phần nợ dài hạn. Đây thì mình cũng tắt cái lợi nhuận sau thuế này, tắt cái thặng dư này, tắt cái vốn góp đi. Đó thì mình thấy, nhìn ở đây thì mình nhìn thấy là Hoa Sen đã thu hẹp cái bảng cân đối kế toán một cách rất là nhanh trong quý 3 và quý 4, bằng cách là họ gần như là trả hết nợ vay dài hạn nhé. Ví dụ như trong đến quý 4 là Hoa Sen gần như không còn nợ vay dài hạn nữa. Đó, cái tỷ lệ nợ vay trên tổng tài sản này cũng giảm rất là mạnh, chỉ xuống còn khoảng 16% thôi. Đó, trong đó là nợ dài hạn là hết này, và đây nợ ngắn hạn là cái cục màu cam này, nếu như tách riêng cục màu cam á, thì mình cũng thấy là nó đang giảm tương đối mạnh, đặc biệt là trong quý 3 và quý 4. Đó, đặc biệt là trong cái bối cảnh mà lãi suất đang cao như thế này, thì cái việc là các doanh nghiệp bước vào giai đoạn đáy chu kỳ và họ đẩy tồn kho đi, họ hạ cái tỷ lệ đòn bẩy xuống đó, với ít nợ vay hơn, thì em đánh giá đây là một cái bước phòng thủ rất là hợp lý của các doanh nghiệp
thương mại trong nhóm ngành thép đó. Trong khi là giảm nợ vay thì cái cục nợ chiếm dụng của Hoa Sen ấy, nó tăng lên so với quý 3. Đấy cũng là một cái điều cải thiện nhỏ trên cái báo cáo tài chính của Hoa Sen. Khi mà mình nhìn tiếp cái biên lợi nhuận này, đây mình lấy biên lợi nhuận theo quý đi, mình thấy cái bài toán ngắn hạn hơn. Đấy thì mình nhìn thấy là cái biên lợi nhuận của Hoa Sen ấy bắt đầu nó có dấu hiệu móc lên ở trong quý 4 rồi. Đó, biên gộp của Hoa Sen trong quý 3 thì là ở mức âm, với là bán với giá vốn. Tuy nhiên là sang quý 4 đó thì cái biên gộp của Hoa Sen bắt đầu trở lại dương trở lại. Thì đấy cũng là một tín hiệu tương đối tích cực, cái điểm sáng trên báo cáo tài chính của Hoa Sen. So sánh với Nam Kim chẳng hạn, đó thì mình thấy là cái phần hàng tồn kho của Nam Kim này vẫn là cái phần chiếm thị trọng lớn nhất, và cái tốc độ hạ hàng tồn kho của Nam Kim thì tương đối chậm so với Hoa Sen. Em sẽ cắt hết các phần đi, để lại hàng tồn kho thôi. Đó thì mình thấy là Nam Kim vẫn đang có một cái mức tồn kho rất là lớn so với cái quy mô tài sản của Nam Kim, của chính doanh nghiệp này. Đó, trong khi đó thì nợ vay của doanh nghiệp này này, tỷ lệ nợ vay trên tổng tài sản chính là cái đường line này, thì nó lại tăng lên. Thì em đánh giá là cái cơ cấu tài sản nguồn vốn này cũng tương đối rủi ro trong cái điều kiện mà trong cái điều kiện là nhóm ngành này thì đang đi vào cái vùng đáy chu kỳ, và cái tỷ lệ nợ vay của doanh nghiệp này thì vẫn đang tương đối lớn, cả nợ vay ngắn hạn và nợ vay dài hạn. Chiếm dụng vốn của Nam Kim thì cũng đang giảm dần này, đang ít đi này, chính là cái phần màu vàng. Đấy, thì đấy là một cái điểm tương đối tiêu cực của Nam Kim so với Hoa Sen. Mình nhìn qua cái biên lợi nhuận đi. Thực ra cái biên lợi nhuận của các cái doanh nghiệp trong ngành này thì nó cũng diễn biến tương đối giống nhau thôi. Đó. Cái sự móc lên của biên lợi nhuận của Hoa Sen nó cũng đang mạnh mẽ hơn so với Nam Kim. Nam Kim biên gộp thì vẫn gần như là đi ngang so với quý 4, là mức là âm 3,5%. Đó. Thì đó là một vài những cái đánh giá nhanh trên báo cáo tài chính của hai doanh nghiệp này thôi. Đó thì nếu như mà để lựa chọn một cái cổ phiếu để đầu cơ thì chắc là em sẽ lựa chọn Hoa Sen thay cho Nam Kim. Đấy là đánh giá qua dựa trên cái báo cáo tài chính. Thì mình thấy là trong đáy chu kỳ ấy, thì doanh nghiệp nào xử lý những cái vấn đề liên quan đến tồn kho, liên quan đến nợ vay tốt hơn thì là những cái doanh nghiệp họ thể hiện được cái sự linh hoạt và cái chủ động phòng thủ của mình. Thế những doanh nghiệp đấy thì sẽ ok hơn là những cái doanh nghiệp mà không có những cái ứng biến nhiều trong cái đoạn khó khăn như này. Đó thì đấy là đánh giá của em. Còn đương nhiên là ngành thép thì để đầu cơ ấy, thì cái ngành này là một cái ngành mang tính đầu cơ rất là mạnh. Thì những cái yếu tố mình cần theo dõi để có thể đầu cơ nhóm cổ phiếu này trong giai đoạn này nhá, thì ví dụ như với Hoa Sen chẳng hạn thì 100% là mình sẽ đầu cơ. Đó thì mình sẽ chờ đợi câu chuyện gì? Mình sẽ chờ đợi câu chuyện là giá HRC tăng, và một cái leading trước của cái giá HRC trong nước tăng, đó chính là giá HRC Trung Quốc tăng. Đó thì mình có thể theo dõi cái diễn biến giá HRC của Trung Quốc. Ví dụ như trong giai đoạn mà Trung Quốc mở cửa ấy, mới có những thông tin mở cửa ấy, thì còn có một leading sớm hơn của giá HRC Trung Quốc, đó chính là giá quặng sắt nó tăng mạnh. Bởi vì là tại sao? Bởi vì là trong cái điều kiện mà cung quặng sắt không thay đổi ấy, thì giá quặng sắt sẽ chỉ tăng khi mà cầu quặng sắt tăng. Và quặng sắt là một cái nguyên liệu không giống như than cốc. Như than cốc ấy thì là chỉ dùng để như than cốc ấy thì dùng cho nhiều cái hoạt động sản xuất khác nhau, nhưng mà như quặng sắt chẳng hạn thì gần như là chỉ dùng cho cái quá trình sản xuất thép thôi. Đó, chính vì thế là khi mà giá than cốc tăng, nó thể hiện một cái vấn đề, đó chính là cầu của cái quặng sắt nó tăng. Và cầu quặng sắt nó tăng, đó chính là cái hoạt động sản xuất thép nó đang có dấu hiệu nóng lên. Thì đấy là một cái leading sớm của ngành thép mình có thể follow. Thì đến thời điểm hiện tại thì ngành thép, giá thép, giá quặng sắt vẫn đang trong cái trend hồi phục. Đó thì em nghĩ là cái cổ phiếu ngành thép này thì vẫn phù hợp đầu cơ. Đó, một số những cái tin tức khác mình có thể follow, như những tin tức liên quan đến giữa thị trường Thổ Nhĩ Kỳ vừa rồi chẳng hạn, mọi người cũng có thể vin vào cái câu chuyện đó để đầu cơ. Hiện tại thì em chưa thấy có một bên nào lượng hóa chi tiết cái vấn đề là ảnh hưởng của cái thị trường Thổ Nhĩ Kỳ này lên cái nhu cầu thép thế giới nó sẽ tăng giảm như thế nào, cũng như là giá thép như thế nào.
Đó, thì mình có thể follow câu chuyện đó. Thì đó là một vài những cái chia sẻ nhanh của em về nhóm ngành thép. Mọi người có câu hỏi gì thì có thể comment ở dưới phần comment.